Xin chào quý vị, Cẩm Tú và bản tin cập nhật về giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam Cúp Cà phê Đậm Măng Đen lần thứ nhất năm 2023 đã quay trở lại. Bản tin của chúng tôi được phát vào lúc 21 giờ hàng ngày trong suốt thời gian diễn ra trận đấu và đây là nơi cập nhật về kết quả của các trận đấu trong ngày, những diễn biến đáng chú ý và cả những câu chuyện bên lề thú vị. Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của vòng loại giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam. Hai cặp đấu play-off tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra vô cùng gay cấn và hai cái tên xuất sắc hơn, may mắn hơn đã giành hai tấm vé cuối cùng vào vòng chung kết. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng cập nhật kết quả. Thưa quý vị, trong khuôn khổ giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam Cúp Cà phê Đậm Măng Đen, chiều qua 2 tháng 3, đội bóng đá Đại học Cần Thơ đã giành chiến thắng 2-0 trước Đại học Trà Vinh trong trận đấu đầy cảm xúc với những bàn thắng đẹp mắt làm nức lòng hàng ngàn cổ động viên có mặt trên sân và qua đó giành tấm vé tới vòng chung kết. Thành tích này có sự đóng góp không hề nhỏ bởi lực lượng cổ động viên hùng hậu và nhiệt huyết ở trên khán đài. 1.000 người là số cổ động viên đến sân vận động Cần Thơ trong các trận đấu trước đó khi có sự xuất hiện của đội trường Đại học Cần Thơ và con số đó đã tăng lên gấp đôi. Chiều ngày 2 tháng 3 năm 2023, trong trận đấu mang tính chất quyết định gặp đội trường Đại học Trà Vinh đã có hơn 2.000 cổ động viên đội trường Đại học Cần Thơ đến sân ủng hộ đội nhà, phủ kín khu vực khán đài A. Đây được xem là trận chung kết vòng loại khu vực Tây Nam Bộ giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam Cúp Cà phê Đậm Măng Đen lần 1 năm 2023 khi sẽ tìm ra chủ nhân của tấm vé duy nhất tham gia vòng chung kết. Thì với cái trận bóng ngày hôm nay thì thật sự là không khí bây giờ đang rất là nóng, các bạn rất là máu lửa, rất là cổ vũ nhiệt tình cho đội nhà. Và nếu mà đại học thì đây là một cái trận quyết định, và nếu mà Đại học Cần Thơ đi tiếp thì có lẽ là lực lượng sẽ còn đông hơn nữa. Và cổ động viên, tất cả các bạn sinh viên Đại học Cần Thơ luôn luôn ủng hộ cho đội bóng Đại học Cần Thơ, trường Đại học Cần Thơ. Dạ vâng, sẵn sàng, chúng em rất là sẵn sàng đến Sài Gòn đi cổ vũ cho trường Đại học Cần Thơ ạ. Trên khán đài, nhiều cổ động viên mang theo chai nhựa, kèn, trống để tăng khí thế cổ vũ. Theo đại diện đoàn trường Đại học Cần Thơ, trường đã huy động hơn 20 tình nguyện viên làm việc điều phối, sắp xếp chỗ ngồi. Tại mỗi khu vực, những tình nguyện viên sẽ khuấy động bằng cách bắt nhịp cho các cổ động viên vỗ tay, đọc slogan để tạo không khí cuồng nhiệt. Tất cả đều chung hy vọng đội trường Đại học Cần Thơ sẽ giành được cú đúp niềm vui, vừa là đội bóng chiến thắng, vừa là có hội cổ động viên nhận giải ấn tượng. Thì đến với cái trận ban ngày hôm nay giống như là cái trận mà cuối cùng của vòng bảng vòng loại Tây Nam Bộ, thì có lẽ là số lượng cổ động viên đến ngày hôm nay khá là đông so với hai cái trận bóng kia. Thì ước tính của tụi em thì là cái trận ban hôm nay có thể là gần tới 2.000 cổ động viên, và tất cả các bạn đến với một cái tinh thần rất là nhiệt tình để cổ vũ cho trường của mình, đó là trường Đại học Cần Thơ. Cái số lượng cổ động viên hôm nay thì nó rất là đông, đông hơn cái ngày đầu nhiều. Nếu như mà trường có cơ hội đi tiếp thì em mong là các bạn vẫn sẽ cổ vũ nhiệt tình, dù là từ xa và là online thì các bạn vẫn sẽ cổ vũ nhiệt tình cho trường mình. Tại giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam Cúp Cà phê Đậm Măng Đen lần 1 năm 2023, ban tổ chức sẽ trao 300 triệu đồng cho đội vô địch, 150 triệu đồng cho đội Á quân và 80 triệu đồng cho đội hạng 3. Bên cạnh đó, hội cổ động viên của các trường đại học, cao đẳng, học viện có phong cách cổ vũ ấn tượng, hào hứng nhất cũng sẽ nhận được giải thưởng lên đến 100 triệu đồng. Phút thứ 77, cầu thủ số 17 Mai Lê Trung Kiên của đội trường Đại học Cần Thơ đã tung ra cú sút xa ở khoảng cách hơn 30 mét. Bóng đi rất xoáy, tạo thành một đường cong đẹp mắt, kim thẳng vào góc xa khung thành đội trường Đại học Trà Vinh, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội trường Đại học Cần Thơ. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Hôm nay toàn đội đã chiến đấu 200% sức của mình, và theo sự chỉ đạo của thầy, hiệp 2 bọn em đã cố gắng hơn và đẩy cao cường độ bóng lên, và bọn em đã có được 2 bàn thắng. Và em thì ghi bàn thắng thứ hai thì em nghĩ cũng giao một phần may mắn và cố gắng của toàn đội. Chúc mừng toàn đội ngày hôm nay đã chiến đấu cùng em. Với trận thắng này, đội trường Đại học Cần Thơ có được 9 điểm sau 3 trận toàn thắng và giành tấm vé duy nhất khu vực Tây Nam Bộ vào chơi vòng chung kết giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam Cúp Cà phê Đậm Măng Đen lần 1 năm 2023. Và toàn đội sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngắn, nhưng mà
thầy sẽ, em nghĩ thầy sẽ rút ra được kinh nghiệm và đúc kết ra nhiều bài học cho tụi em, và tụi em sẽ có những chiến thuật mới để chiến đấu ở vòng chung kết. Trước đó, trận đấu diễn ra đôi công hấp dẫn, nhưng vào cuối hiệp 1, bước ngoặt đã đến khi hậu vệ đội trường đại học Trà Vinh bị thẻ đỏ sau pha truy cản nguy hiểm. Thì tôi nghĩ bước ngoặt trận đấu là cái đội bạn người ta phạm lỗi, bỏ đốc xô, thì trọng tài rút thẻ đỏ. Thì cái kết quả trận đấu thì các em đã làm rất là tốt, hiệp 2 vào cái tuân thủ cái đấu pháp. Rồi cái bình tĩnh, tự tin, cái tận dụng cơ hội mình tạo ra. Còn tới nữa thì chuẩn bị lên vòng chung kết, thì đội thì lúc nào cũng duy trì thường xuyên, thì mấy em thì cũng có cái kế thừa từ giải này qua giải khác, đã từ ở Philip cho tới giải của Bộ Dục Đào Tạo năm 2022, các em cũng trưởng thành. Và các đội bóng vòng chung kết thì cũng đã gặp nhau nhiều, thì mình cũng biết các trường khác rồi ưu điểm, khuyết điểm, chúng ta cố gắng nỗ lực chuẩn bị tốt nhất có thể cho cái vòng chung kết. 2.000 sinh viên đi cổ vũ đội nhà, có cả đội tình nguyện viên khuấy động. Giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam Cúp Cà phê Đậm Măng Đen sẽ tạm nghỉ để cho các đội lấy lại thể lực, di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh và chuẩn bị cho vòng chung kết. Dự kiến là lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 3 và lễ khai mạc vòng chung kết sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 3. Quý vị đừng quên theo dõi trên các nền tảng của báo Thanh Niên quý vị nhé. Và đến đây thì bản tin tổng hợp về giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam Cúp Cà phê Đậm Măng Đen ngày 3 tháng 3 năm 2023 xin phép được khép lại. Cẩm Tú xin nhắc lại với quý vị là tất cả các trận đấu trong khuôn khổ giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của báo Thanh Niên. Mời quý vị đón theo dõi. Còn bây giờ, Cẩm Tú xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin xem nhanh 20 giờ ngày hôm nay, 3 tháng 3. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh YouTube của báo Thanh Niên và bấm vào nút chuông để nhận thông báo khi bản tin quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mỗi ngày. Chúc quý vị buổi tối an lành và nhiều niềm vui bên gia đình. Còn bây giờ, Cẩm Tú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.